Các bạn đến với sữa lo Thanh Cao thì hôm nay cũng có một khách VIP ở Hậu Giang nha các bạn. Gắn cái quai nữa vô quai, cái quai của cái Năng Tiến, khách VIP của Hậu Giang cũng yêu cầu mình lắp đặt một cái dàn karaoke lo kéo âm thanh chuyên nghiệp, nhưng mà cấu hình có Năng Tiến vô nha các bạn. Đó, cấu hình có Năng Tiến thì sử dụng cục đẩy, sử dụng van số y chang mấy cấu hình kia, nhưng mà đặc biệt là khách này là nói là gắn Năng Tiến thêm để cho tiếng nó sáng nha các bạn. Thì cái van số nó đã sáng rồi, nó đầy đủ trọng hết rồi, thì do khách muốn gắn thêm tặng cho nó đẹp thôi, đẹp phần thẩm mỹ thôi. Và khách muốn nâng lên cho nó sáng thì gắn thôi, chứ đúng ra thì nó đã cũng đầy đủ hết trong đó hết rồi. Thì khách này cũng dạng biết chơi âm thanh để đặt dạng mua mình ráp một cái bộ âm thanh chuyên nghiệp nha các bạn. Thì mình đang ráp vô cái cấu hình này để xong rồi mình sẽ chở vào tới nơi cho khách luôn nha các bạn. Ở lúc ở Hậu Giang nha các bạn, khách ở Hậu Giang lúc này miền Tây nước lũ về, bởi bà con ở nhà đều ai cũng mua một bộ âm thanh để hát cho có bằng với nhà kế bên nha các bạn. Nhà nào cũng bon chen để có một bộ âm thanh là gọi là đẳng cấp hơn nhà người ta nha các bạn, nhà kế bên. Đó. Thì cái cấu hình này là hôm nay mình bán tương đối nhiều. Đó. Thì tại vì âm thanh nó ra rất là hay, tiếng ra rất là sáng nha các bạn. Cái lo mình đã bỏ lên xong rồi các bạn. Giờ mình trở về Hậu Giang thôi nha. Để mình kịp giao cho khách VIP của mình. Tới chỗ nha các bạn. Đó. Tới chỗ giao cái lo 5 tấc âm thanh chuyên nghiệp cho chị đẹp rồi đó. Chị đẹp rồi đó. Bữa nay bảo quánh phá hoàng lên đặng chút chiều ra bả lên TV. chiều nay làm xong video đặng gửi cho ổng coi. Bữa nay ảnh không có nhà mình giao cái lo luôn nha các bạn. Dạ. Rồi hồi chắc 9-10 giờ vậy á, nãy con ghé Cần Thơ giao xong rồi con chạy qua đây. Nhanh xuống đây 3 tiếng à. Đi xe hơi như ngồi trong máy lạnh vậy mà. Đây cái lo mình đã chở tới chỗ nha các bạn. Ông anh ở xa không có nhà mà gọi mua cái lo mà để cho bà chị ở nhà nhận luôn á. Cái lo này là còn chưa setup chương trình, chưa setup phần mềm gì hết á. Bây giờ mình chở xuống đây mình mới cài đặt cái phần mềm vô. Mỗi chỗ và mỗi khác nhau hết. Bây giờ lấy laptop ra. Chưa mở quan số lên hay gì á, chưa mở nguồn quan số lên á. Cái này đổi vị trí rồi. À đây các bạn, ảnh từ xa ảnh coi mình giao cái lo nè các bạn. Đó, bây giờ công nghệ thông tin nữa, giờ giao lo bằng Zalo không à. Gọi qua Zalo giao lo về chứ vợ ở nhà là giận được rồi. Bả hồi nãy bả nói tôi kìa. Bả nói là bữa nay chiều nay bả lên truyền hình bởi bả đánh phá hoàng lại cho đẹp kìa. Rồi. Không. Rồi ok biết rồi. Dạ. Dạ. Rồi để em chúc em setup xong rồi em gọi lại cho. Dạ. Rồi bye nghe. Điện rồi, nhà cậu chưa nhé. Điện rồi. Cậu mày kia. Cậu ai? Cậu ngoan. Cậu tát chưa điện? Cậu chưa nó bánh về giờ. Điện gần mà. Ở đâu? Cái cộng dây nguồn coi có lỏng không, chở nãy giờ lỏng á. Cơm tắt. Dạ. Dạ. Mà cái này sàn âm thanh chuyên nghiệp là nó không có bị đâu. Tại đồ nó về giặt cứng cát mà. Cái rời đầu đó đầu rời á. Cái nào ra cái đó. Cái này là xài cục đẩy nữa các bạn. Là xài Năng Tiến, rồi xài van số, rồi xài micro rời các cái rời hết. Ở đây là ngã 7 Hậu Giang nha các bạn. Phụng Hiệp, ngã 7 Phụng Hiệp. Thành phố Nga 7. Để cái hình lên chậu bông. Để gì vậy? Hai mấy triệu. Để hình vậy?
Cầm đi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là cái lò
khách lo xong rồi chủ nhà đãi món ốc bu hấp xả có tiêu nữa nghe, hấp xả có tiêu nữa, lương đồng nữa. 1, 2, 3 vô. Chúc mừng chủ nhà mua được cái lô mới. Đó, các bạn thấy miền Tây rất là vui nha. Đó, mình rất là thích giao lo về miền Tây, còn giao về mấy tỉnh khác thì cho mấy lính đi giao không à, miền Tây là mình dành mình đi. Dạ, dạ. Được rồi, trời nắng về chắc da chắc thịt. Dạ. À, thấy Thanh Cao tới nhà miền Tây thấy tự nhiên không? Tự mới cơm ăn mà. Đó. Mời mình mà mình phải ăn luôn. Lấy con ốc. Thấy ăn luôn luôn cái này là kẹo không? Đây là ốc nè các bạn. Ba gắp ba độ nè, ốc hấp xả. Thầy có gắp chưa đang qua. Vừa hấp xả. Đó, đây. Chấm cái nào? Muối ớt. Rồi, đúng bài luôn. Rồi bỏ hầm quá. Quá ngon. Thằng độc chấm. Hay là nó gắn lựu đạn á. Như cấp thùng này rồi ha, như ở ngoài điện máy xanh về mua 13 triệu cũng có thôi nè. Dạ. Không, nói sự thật là nói luôn á. Thì nó thấy thịt chứ luôn á. Người nói sao tôi mua mười mấy mà mua tới mấy ông nói dấu đang qua. Mà ở trong cái linh kiện của nó. Nó sao sao phải lo tự cái bóp nữa. Không giúp nó qua chép mà đừng nhận cái chép nữa. Thì tưởng tượng như con mua chiếc xe qua Trung Quốc, chiếc xe Nhật cái gì thôi. Dạ. Cái vỏ gì đó mà mua rẻ hơn. Nói chung là cái linh kiện trong nó ráp nó không có chất lượng bằng thì nó rẻ hơn. Này tao để hai cái dưa hấu chân nữa. Như cái tủ nhỏ. Như cái tủ nhỏ bác để vô tiếng rồi được, ngon lắm cho bạn. Mà nước để vô tiếng. Ừ, cái nồi lấy đưa tiếng bự xuống để đó luôn. Hát cao kê luôn. Là mà hình vô tiếng là cao kê luôn. Giao lo chỗ nào cũng được đãi ăn nha các bạn. Khỏi đi ăn cơm tiệm nha các bạn. Ăn no luôn, ăn no mà ngon nữa. Đó, các bạn thấy cái này là lương đồng rồi, chú nhà đặt cúm luôn nè. Đó, chú nhà đặt cúm luôn á. Đây là ốc cũng đồng luôn. Đó, đầu nhà không à. Có uống cái này không à? Đây uống bia cọp không à. Đó, anh nghe đã không? Tiếng phá chép đã. Mở lớn lại con. Mở lớn đại đi. Thank you.
nó nằm có đâu. Cha cha gọi rồi, hỏi cha đâu cái cha gọi luôn rồi. Cái mạng của mày là mạng gì vậy? À, mà ông anh của chú nhà nói là mua cái vàng lo này là mái tôn là không có bụi mà không có dán dện nữa, do đánh nó rung cái rớt xuống hết trơn. Âm thanh chuyên nghiệp hát thấy khác liền ha, đánh tiếng nào ra tiếng đó. Dạ, đánh chép nghe kẽn kẽn vậy mới được. Dạ, dạ. Nghe nó sẽ đau chết lớn của mình. Mã ở dưới Hoàng Thượng Đế cũng lên. Hey, man.